Xin được kính chào quý vị khán giả, chúng ta đang theo dõi chương trình Nông nghiệp 24 giờ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC 16 và trong ngày đầu tiên của năm mới 2022 này, chúng tôi xin được thay mặt những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chúc đến quý vị khán giả một năm mới thật bình an và nhiều may mắn. Vâng, và cũng xin chúc cho bà con nông dân của chúng ta một năm mới mùa màng bội thu, an khang hạnh phúc. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính có trong bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Tại hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tới việc cần phải thay đổi tư duy và cách làm trong xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc nói riêng, sang các thị trường khác nói chung, đặc biệt là trong năm 2022 này, không thể cứ mãi xuất khẩu theo đường tiểu ngạch, theo đường mòn lối mở. Trước sự bùng nổ của chuyển đổi số thương mại điện tử, người đứng đầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định, nông nghiệp cần bắt kịp xu hướng chuyển đổi số, coi đây là cuộc cách mạng trong nông nghiệp. Sự minh bạch về thông tin sẽ có cơ hội để nông sản Việt Nam tiến xa hơn. Hiện dân buôn và người chơi cây cảnh đang đổ về Văn Giang, Hưng Yên để săn tìm những cặp quýt lục bình có giá lên tới 40 triệu đồng tại nhà vườn ở đây. Người dân trên khắp thế giới đã tạm biệt năm cũ 2021 và đón chào năm mới 2022 bằng những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong suốt một tháng qua, việc ùn ứ nông sản đã là chủ đề nóng của dư luận xã hội và là vấn đề đặc biệt quan tâm của chính phủ, các bộ ngành và các địa phương. Bởi ở khu vực các cửa khẩu phía Bắc, việc ách tắc các xe nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc không chỉ năm nay mới diễn ra. Trong khi ngành nông nghiệp năm 2021 vẫn đạt mức tăng trưởng ấn tượng với kim ngạch xuất khẩu nhiều ngành hàng đạt mức cao kỷ lục, thì những rủi ro cho xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc cũng cần phải được điều chỉnh. Đây lại là thị trường có thị phần lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Vâng, và tại hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp vừa qua thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã nhấn mạnh tới việc là cần phải thay đổi tư duy và cách làm trong xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc nói riêng, sang các thị trường khác nói chung, đặc biệt là trong năm 2022 này. Trong đó thì Thủ tướng cũng nhấn mạnh là không thể cứ mãi xuất khẩu theo đường tiểu ngạch, theo đường mòn lối mở mà cần phải có cách làm chuyên nghiệp, đầu tư sâu cho những mẫu mã và chế biến bảo quản để có thể đảm bảo cho nông sản Việt Nam không bị những rủi ro như thời gian vừa qua. Đánh giá cao những kết quả mà ngành nông nghiệp đạt được trong năm 2021, với giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt mức cao kỷ lục trên 48,6 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có 6 mặt hàng trên 3 tỷ đô la Mỹ, nhưng Thủ tướng Chính phủ cho rằng thị trường xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp còn phụ thuộc vào một số thị trường chưa đa dạng, chưa xây dựng được các thương hiệu quốc gia mang tầm quốc tế. Nhắc tới tình trạng ùn tắc nông sản tại một số cửa khẩu, Thủ tướng cho rằng giải pháp lâu dài, căn cơ là phải thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch với các sản phẩm đủ tiêu chuẩn. Do đó, cần phải hết sức tập trung cho đầu tư chế biến, cải thiện vấn đề bao bì nhãn mác hiện đại. Mẫu mã bao bì nhãn mác sau thu hoạch. Chúng ta vừa rồi các ông chí thấy mở cái container ra cái quả mít thì gói đấy. Cáo với các ông chí đấy nó không phải hiện đại, thương mại hiện đại như thế. Phải có chỉ dẫn địa lý, phải có an toàn thực phẩm, phải có. Mà chúng ta chưa làm được, chúng ta cứ đi tiểu ngạch thì có lúc thế này, có lúc thế kia thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Thì tôi nói thêm cái chỗ này để chúng ta chia sẻ cùng nhau và chúng ta cùng khắc phục, rồi chúng ta cùng bàn với bạn để chúng ta khắc phục thế này. Phải có vùng nguyên liệu, phải có đầu tư khoa học công nghệ, phải đầu tư vào mẫu mã bao bì, đầu tư vào chỉ dẫn địa lý để cái sản phẩm đáng lý là 1 đồng người ta bán được 10 đồng. Nhắc tới nhiệm vụ trong năm 2022 và những năm tới, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh phải triển khai bài bản, đồng bộ các nhiệm vụ trong tất cả các khâu, từ quy hoạch, dự báo thị trường, vùng nguyên liệu, vốn cho người nông dân và doanh nghiệp. Đây là những vấn đề rất cơ bản, cần lộ trình để giải quyết với sự chia sẻ, chung tay của các bên và sự hợp tác quốc tế. Không thể đường mòn lối mở mãi, phải làm đến cùng, làm hết mình vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích chính đáng của ngành nông nghiệp, của nông dân, doanh nghiệp và hợp tác xã. Làm hết mình vì lợi ích quốc gia, vì những cái lợi ích chính đáng và hợp pháp của chúng ta thì chúng ta phải bảo vệ đến cùng, chúng ta phải làm đến cùng, chúng ta phải bài bản. Tóm lại là thế. Phải từ cái câu quy hoạch, từ cái câu dự báo thị trường, rồi đến cái câu quy hoạch nguyên liệu, rồi đến cái câu vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi đến cái câu đầu tư
khoa học công nghệ xây dựng thương hiệu đến cái chỉ dẫn địa lý. Cũng về những vấn đề ngành nông nghiệp cần chú ý quan tâm trong công tác chỉ đạo điều hành trong năm 2022, Thủ tướng Chính phủ cho biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt và cụ thể các bộ luật liên quan đến ngành đã ban hành, thực hiện tái cơ cấu ngành nhanh hơn nữa, quan tâm tới những diễn biến thị trường khi tình hình dịch COVID-19 còn có thể diễn biến phức tạp cả trong và ngoài nước, triển khai các biện pháp để nhanh chóng gỡ thẻ vàng thủy sản của Ủy ban châu Âu EC, đồng thời tích cực triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng gắn với bảo vệ chăm sóc rừng để giảm phát thải khí nhà kính theo cam kết của Thủ tướng trong hội nghị COP26. Đó là đưa lượng phát thải khí nhà kính về bằng không vào năm 2050. Tất cả vì mục tiêu là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người nông dân. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đã yêu cầu cần phải đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh của ngành và các sản phẩm khai thác, hiệu quả tối đa 17 hiệp định thương mại tự do đã được ký kết. Ngành nông nghiệp cũng phải đặt mục tiêu cao hơn cho năm 2022 này, cụ thể là tăng trưởng từ 3% trở lên, xuất khẩu cao hơn năm nay, bởi trụ đỡ mà thụt lùi thì đất nước bị thụt lùi. Những điểm nghẽn cần phải đặt xóa kỹ, tiếp tục hoàn thiện về mặt thể chế, cơ chế, chính sách để phát triển nông nghiệp bền vững theo chiều sâu, nâng cao năng suất lao động, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Vâng, năm 2021 có thể nói là một năm với rất nhiều những khó khăn và thách thức, nhất là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Song ngành nông nghiệp thì vẫn đạt được những kết quả hết sức khả quan, không chỉ là đạt và vượt các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, mà còn tiếp tục giữ vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần quan trọng trong ổn định xã hội trong lúc đất nước đang gặp khó khăn do dịch bệnh. Vâng, cũng cần phải xin được chia sẻ thêm là kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của nước ta trong năm qua đã đạt con số kỷ lục hơn 48,6 tỷ đô. Qua đây cũng có thể thấy rằng tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang chuyển biến rất tích cực và đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, kể cả là sản xuất, chế biến, lưu thông và xuất khẩu. Và không hề chủ quan khi nói rằng nếu Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi COVID-19 thì nông nghiệp năm nay chắc chắn sẽ còn bứt phá lớn hơn rất nhiều. Vậy trong năm 2022, để đạt được mục tiêu tăng trưởng từ 3% mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo, ngành nông nghiệp Việt Nam cần có những kế hoạch cụ thể như thế nào? Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mặc dù năm 2021, giá trị xuất khẩu nông sản của Việt Nam xác lập kỷ lục với 48,6 tỷ đô la Mỹ. Song thực tế, ngành nông nghiệp phát triển chưa tương xứng tiềm năng, thế mạnh, nhất là kinh tế biển. Phát triển ngành chưa bền vững theo chiều sâu, chưa dựa nhiều vào đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Năm 2022, ngành nông nghiệp sẽ phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng mà Thủ tướng Chính phủ giao là từ 3% trở lên. Hồi xưa giờ chúng ta cứ nghĩ nó chỉ có một con đường chúng ta đi, là nghĩa là chúng ta phải sử dụng cái tài nguyên. Bây giờ thì đất đai mà chính phủ, đảng, nhà nước cũng nói rồi, đó đã đạt tới ngưỡng, đúng không? Tăng trưởng theo chiều rộng rồi. Quý vị cứ coi lại nghị quyết của đảng đó, là Việt Nam đã đạt ngưỡng tăng trưởng theo chiều rộng rồi. Bây giờ phải chuyển đổi tăng trưởng theo chiều sâu. Cái thời kỳ quá độ của nó là kết hợp tăng trưởng theo chiều rộng với tăng trưởng theo chiều sâu. Nghĩa là bắt đầu phải chuyển sang thâm dụng về tri thức, về khoa học công nghệ. Để thực hiện mục tiêu trên, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phải lựa chọn các công việc trọng tâm, trọng điểm, cân đối nguồn lực và thời gian để triển khai đảm bảo khả thi, hiệu quả nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo. Cụ thể là ngành sẽ đổi mới tư duy mạnh mẽ hơn nữa, nâng tầm dự báo chiến lược kịp thời, chính xác hơn, tổ chức thực hiện phải thiết thực, hiệu quả và mang lại giá trị gia tăng cao hơn. Và muốn như vậy, trước hết phải giảm được chi phí sản xuất. Cái nền tảng nó là chi phí, mà nó không vững, nó không chắc mà chúng ta bị lệ thuộc rất là nhiều. Khoảng 70-80% là chúng ta lệ thuộc từ cái nguyên liệu đầu vào của nền nông nghiệp. Như vậy thì một là chúng ta, nó đã trừ bớt đi những giá trị gia tăng, hay là nó trừ bớt đi những cái thu nhập của người nông dân, thì đó mới chính là cái bản chất về câu chuyện hướng tới sắp tới của cái chiến lược nông nghiệp. Không phải là chúng ta cứ kỳ vọng cái giá trị gia tăng nó cao. Có thể nó 46 tỷ đô la thôi, nó không bằng năm 2021, nhưng mà nếu mà chi phí đầu vào nó thấp xuống, giả sử mà chúng ta 47 tỷ đô la nhưng mà chi phí đầu vào của chúng ta là 40 tỷ đô la chẳng hạn, thì cái giá trị gia tăng nó là 7 tỷ đô la. Bên cạnh đó,
cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên cơ sở dự báo thật tốt về thị trường, tình hình liên quan, xây dựng chiến lược, quy hoạch, phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển theo hướng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng, xây dựng chuỗi sản xuất, liên kết vùng và liên kết quốc tế. Vâng, thưa quý vị, phát triển kinh tế xanh, kinh tế vùng, liên kết vùng trong sản xuất nông nghiệp đang là mục tiêu mà nhiều địa phương hướng tới. Tính đến năm 2021 thì cả nước có hơn 18.300 hợp tác xã nông nghiệp. Trong đó thì các hợp tác xã nông nghiệp có rất nhiều hợp tác xã đã mạnh dạn thực hiện những cách làm mới và đổi mới sáng tạo trong quản lý cũng như là quy trình sản xuất. Mục tiêu là canh tác ra những sản phẩm chất lượng và quan trọng hơn, đó là người nông dân có thể quyết định được giá bán với sản phẩm mà mình làm ra. Và để hiểu rõ hơn về mô hình này thì chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với phóng sự được ghi nhận tại Hợp tác xã Tân Hưng, là một trong những hợp tác xã có hoạt động hiệu quả tại tỉnh Kiên Giang. Hợp tác xã Tân Hưng tại xã Dục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang được thành lập từ năm 2007. Từ khi hợp tác xã chuyển sang thực hiện mô hình hợp tác xã kiểu mới năm 2015 thì mọi hoạt động ở đây đã thay đổi, liên tục gặt hái được nhiều vụ mùa bội thu. Lúc đầu, chỉ có 29 thành viên với 60 hectare. Đến nay, hợp tác xã đã có 173 thành viên tham gia với diện tích 512 hectare trồng lúa. Để hợp tác xã hoạt động hiệu quả phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó nội dung quan trọng là hợp tác xã sản xuất theo quy trình khoa học khép kín, tổ chức đấu thầu, cung cấp dịch vụ làm đất, thu hoạch cho các thành viên. Sau khi nông sản được thu hoạch đồng loạt, hợp tác xã cũng sẽ tổ chức mời gọi doanh nghiệp thực hiện sàn giao dịch đấu giá nông sản. Doanh nghiệp nào trả giá cao hơn được ưu tiên ký hợp đồng mua sản phẩm của hợp tác xã. Đấu thầu để tìm cái những doanh nghiệp, những cái đối tác á, là giá rẻ nhất để mình ký hợp đồng. Thì cái đó là cái những cái đầu vào như bơm tưới cũng rẻ, rồi máy làm đất cũng rẻ, rồi máy thu hoạch cũng rẻ, rồi những phân bón thì mình đã ký kết như những cái công ty thì như là để sản xuất cho bà con á, là mang lại cái nông sản mà nó an toàn sạch. Thì tại vì hiện nay thị trường á, là thị trường hiện nay là cần rất cần á, là những cái nông sản này. Để nâng dần năng suất từ 7 tấn một hecta lên 11 tấn một hecta phải kể đến việc hợp tác xã Tân Hưng áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, nhất là sản xuất theo quy trình liên kết toàn diện. Tất cả các khâu từ bơm tát, làm đất, xuống giống, chăm sóc và đến khi thu hoạch, bán lúa tập trung cùng thời điểm. Và đặc biệt hơn cả là mỗi công đoạn chỉ hoàn thành không quá 2 ngày. Hợp tác xã thiết lập tín hiệu treo cờ trên đồng ruộng. Khi thấy tín hiệu cờ thì 173 thành viên đồng loạt làm theo quy trình. Do đó, hợp tác xã luôn làm chủ về thời gian, tránh rủi ro do sâu bệnh phá hoại hoặc thời tiết bất lợi, góp phần bảo vệ môi trường. Xưa thì lúa cái đổ ngã nó không nhúc nước được giữa vụ, rồi không có canh tác nước được. Bây giờ là cho vô hợp tác xã này á, là rút nước được giữa vụ này, cây lúa nó cứng cáp, rồi mình cắt máy cũng không có lúng lầy. Cái nông sản á, là phải đồng đều, nông sản phải an toàn thì họ mới vô ký hợp đồng và mua giá cao hơn là so với bên ngoài. Thì cái đó là mình cũng mời các doanh nghiệp lại để mình đấu giá là giá nào cao nhất thì mình chọn. Điểm sáng mà hợp tác xã Tân Hưng đạt được là không để thành viên thiệt thòi và tự quyết định giá bán sản phẩm ngay trên mảnh ruộng của mình. Đời sống kinh tế của người dân ngày một nâng cao. Kết quả 5 năm qua cho thấy, hầu hết thành viên của hợp tác xã Tân Hưng đều đã thoát nghèo và trên 50% vươn lên khá, giàu. Còn tại thành phố Cần Thơ, hợp tác xã Kiết Tâm tại xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh là tấm gương sáng điển hình cho việc đổi mới phương thức sản xuất xanh của nông dân để tạo ra sản phẩm chất lượng. Cách đây 5 năm, hợp tác xã Kiết Tâm đã xây dựng cánh đồng mẫu lớn, áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu Global Gap cho toàn bộ diện tích sản xuất lúa. Cách tác chủ yếu giống lúa đặc sản chất lượng cao như là Jasmine hay Đại Thơm. Và hiện nay thì toàn bộ thành viên của hợp tác xã đã được hướng dẫn canh tác lúa theo mô hình một phải năm giảm. Lúa thu hoạch tới đâu thì được doanh nghiệp bao tiêu ngay đến đó. Và đặc biệt đó là được trả giá cao hơn so với lúa trồng theo phương pháp truyền thống. Nhờ đó mà đời sống của các thành viên và nông dân ngày càng được nâng lên. Mô hình cánh đồng lớn của hợp tác xã Khiết Tâm hiện có tổng diện tích hơn 340 ha. Với sự tham gia liên kết của 40 thành viên và được doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ đầu ra để xuất khẩu. Để có được những thành công hiện tại, hợp tác xã đã áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, nhất là mô hình một phải năm giảm. Cái năng suất mà áp dụng cái mô hình
nó cao hơn nó so với cái thông thường là từ 1,5 đến 2,5 một hecta, triệu đồng một hecta. 1,5 giảm là phương pháp thực hành tốt sản xuất nông nghiệp, trong đó 1 là sử dụng giống xác nhận, 5 giảm bao gồm giảm giống, giảm phân bón, giảm thuốc bảo vệ thực vật, giảm nước và giảm tổn thất sau thu hoạch. Để ứng dụng 1,5 giảm hiệu quả nhất, Hợp tác xã Khiết Tâm còn ứng dụng công nghệ san phẳng mặt ruộng được điều khiển bằng tia laser. Nhờ bộ phát tia laser, mặt ruộng được san phẳng, tiết kiệm được vật tư đầu vào như phân bón, thuốc trừ sâu, tiết kiệm nước tưới, đồng thời giảm tổn thất sau thu hoạch do cây lúa không bị đổ ngã. Tiếp cận được cái Naya này, giảm được rất là nhiều chi phí. Ví dụ giống thì mình giảm được khoảng 20% giống, rồi cái công của mình cũng giảm được từ 30 cho tới 40%, riêng cái nước thì giảm được khoảng 50%. Để giảm bớt sức lao động của nông dân trên đồng ruộng và nâng cao hiệu quả chăm sóc cây lúa cũng như góp phần bảo vệ môi trường, Hợp tác xã Khiết Tâm còn triển khai dịch vụ phun thuốc trừ sâu bằng máy bay cho các thành viên. Nhờ ứng dụng đồng bộ nhiều đổi mới sáng tạo trong canh tác lúa, Hợp tác xã Khiết Tâm không chỉ sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp mà còn có năng lực sản xuất trên 600 tấn lúa giống xác nhận một vụ để cung cấp cho Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long và Tập đoàn Lộc Trời. Với những nỗ lực không ngừng, lúa của Hợp tác xã Khiết Tâm luôn được các đối tác, doanh nghiệp thu mua cao hơn từ 500 đến 700 đồng 1 kg so với bên ngoài và thu nhập của thành viên trong Hợp tác xã cao hơn vài triệu đồng 1 hecta so với nhà nông trồng lúa bên ngoài mô hình. Và trong năm nay chúng tôi sẽ hướng tới là sẽ phát triển nhiều hơn nữa, tức là sẽ ước tính là sẽ lên khoảng 100 thành viên và diện tích chúng tôi sẽ tăng lên 600 hecta. Trước tác động xấu từ biến đổi khí hậu, nông dân chạy theo số lượng, không tính đến hiệu quả kinh tế, không nghĩ đến việc bảo vệ môi trường và sức khỏe của người tiêu dùng. Nhiều năm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI thông qua các dự án hỗ trợ nông dân đồng bằng sông Cửu Long thực hành sản xuất lúa bền vững theo mô hình canh tác lúa 3 giảm 3 tăng và 1,5 giảm. Từ cái nền tảng về quy trình canh tác này, chúng ta có thể đưa các cái yếu tố nghiêm ngặt hơn vào để đạt theo từng cái quy định của các quốc gia, và điều đó nó sẽ góp phần làm cho cái sản phẩm của chúng ta đạt được nhiều các cái tiêu chí mà người ta quy định. Chính phủ Việt Nam cũng như Bộ Nông nghiệp và Nông thôn trong rất nhiều năm mình đưa những cái quy trình khuyến cáo này với hai cái mục tiêu là giảm giá thành sản xuất và tăng vệ sinh an toàn thực phẩm trên nền tảng của cái chất lượng lúa gạo mình đã có. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong những năm qua, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp ở nước ta đã mang lại những kết quả nổi bật. Riêng trong trồng trọt đã thực hiện chuyển đổi 200.000 ha gieo trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, ngô và rau màu. Việc áp dụng khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành và thích ứng với biến đổi khí hậu được chú trọng, tạo ra nhiều giống mới, giống chất lượng cao có chứng nhận. Và để có được kết quả này, các hợp tác xã nông nghiệp giữ vai trò quan trọng. Vâng, bên cạnh việc liên kết sản xuất để mạnh sản xuất sáng tạo xanh thì đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử cũng là mục tiêu của nhiều vùng sản xuất nông sản trong năm 2022 này. Trước sự bùng nổ của chuyển đổi số của thương mại điện tử, người đứng đầu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã nhận định nông nghiệp cần bắt kịp xu hướng chuyển đổi số, coi đây là cuộc cách mạng trong nông nghiệp. Sự minh bạch về thông tin sẽ có cơ hội để nông sản Việt tiến xa hơn. Chúng ta cùng bắt tay nhau, chúng ta không bỏ lỡ một cái chuyến tàu chuyển đổi số. Bởi vì anh Mạnh Hùng ngoài nhiệm vụ là bộ trưởng tư lệnh đầu ngành còn rất là kỳ vọng vào ngành nông nghiệp phát triển nông thôn của chúng ta trong việc tiên phong như chuyển đổi số, trong công cuộc chuyển đổi số. Và tôi cũng hy vọng rằng chúng ta cùng nhau đi hết hành trình chứ không có ai mà xuống ga nửa chừng mà đi đến cái ga cuối cùng. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, ngành nông nghiệp cần phải bắt tay ngay vào chuyển đổi số. Đây là chuyến tàu không thể bỏ lỡ. Chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn là cơ hội, là chìa khóa để thực hiện hóa mục tiêu người nông dân sản xuất nông sản chất lượng với chi phí thấp nhất nhưng bán ra được giá cao nhất. Người ta nói như là nông nghiệp chúng ta là bán cái giá cả, còn người ta là bán cái giá trị. Giống như lời phát biểu của Mạnh Hùng, người ta bán giá trị. Bán một cái hình ảnh, một hình ảnh là nông nghiệp chuyển đổi số, một hình ảnh những hàng chục triệu nông dân Việt Nam không phải là tay nắm chân bùn nữa,
mà những người nông dân thông minh, những người nông dân với chuyển đổi số, bản thân nó đã tạo ra giá trị cho nông sản Việt Nam rồi. Chứ không phải là cái câu chuyện mà cái giá trị, cái giá cả nó hình thành từ một cái củ khoai hay một cái xoài, mà nó cả một cái hình ảnh. Mà hình ảnh thì nó đi đồng đồng với cái thương hiệu. Thành ra tôi đề nghị các đồng chí của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, chúng ta cũng phải cảm nhận được điều đó. Với công nghệ số thì càng ứng dụng nhiều công nghệ sẽ càng thông minh, vì càng nhiều dữ liệu, càng nhiều người dùng thì càng rẻ. Cả nước hiện nay chỉ còn 2.000 thôn là chưa có sóng di động, chiếm khoảng 2%. Bộ Thông tin và Truyền thông đang chỉ đạo các nhà mạng phủ sóng ngay trong năm nay, và nếu chậm nhất thì cũng chỉ đến tháng 6 năm sau, năm 2022. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2022, ngành nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng công nghệ cao, chú trọng nông nghiệp thông minh, tăng tỷ trọng nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế. Theo đó, ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất kinh doanh, quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, đảm bảo nhanh, minh bạch, chính xác, an toàn vệ sinh thực phẩm. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả kinh tế, giá trị gia tăng, đa giá trị và bền vững. Chuyển sang những thông tin về thị trường nông sản đáng chú ý. Thưa quý vị, chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Hiện nay thì các nhà vườn cây cảnh chơi Tết trên cả nước cũng đang bước vào dịp bận rộn nhất trong năm. Vùng đất Văn Giang Hưng Yên là nơi được mệnh danh là thủ phủ trồng hoa và cây cảnh lớn nhất của miền Bắc, phục vụ cho thị trường của thành phố Hà Nội và một số các thị trường trong Nam. Hàng năm cứ gần đến thời điểm Tết Nguyên đán thì dân buôn và người chơi lại đổ về đây để săn tìm những cặp quýt lục bình có giá bán lên tới 40 triệu đồng, chiều cao lên tới 4 mét. Có 102 tại nhà vườn ở đây. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC16. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là lần đầu tiên tôi được mục sở thị những đôi quýt lục bình có dáng bề thế và độc lạ như thế này của những người nông dân ở huyện Văn Giang Hưng Yên. Và vì sao họ có thể tạo ra được những cái dáng cây quýt lục bình như này với giá trị lên tới 40 triệu đồng? Đây là một trong những cặp lục bình của gia đình nhà ông Nguyễn Trung Thành, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, Hưng Yên, được mệnh danh là cặp lục bình hoành tráng nhất trong hơn 30 chục cặp quýt lục bình mà ông Thành đã dành cả năm chăm sóc. Thực ra là mới cái quýt lục bình này mới có mấy năm nay, nhưng mà với cá nhân tôi thì cái quýt lục bình này nó rất đẹp, và cái mẫu của nó mua để văn phòng hoặc là để vào nhà riêng, mà nhất nhà có sân rộng thì rất đẹp, mà giá thành thì cũng rất là hợp lý. Ông Thành là một trong những chủ vườn có thâm niên làm quýt cảnh đã hơn 40 năm nay. Nhưng để có được những cặp lục bình đồ sộ như thế này, ông Thành đã phải dày công sáng tạo trong suốt 6 năm qua. Mình có một cái lý tưởng là thấy là cái cây người ta tạo được nhiều dáng thì sau đó mình sẽ tìm cách là tạo dáng cây lục bình. Thì là trước là cây này người ta gò, mình gò thành thông được, thành tháp được, thì chắc chắn lục bình là mình cũng làm được. Thế thì mình bắt đầu cũng mày mò tìm hiểu rồi xong bắt đầu là mình làm thử nghiệm, làm dần và thí nghiệm làm dần. Mới đầu là mình cũng phải là tìm hiểu xem làm nó như thế nào thì mới làm được. Để có thể làm được dáng lục bình, ông Thành đã phải bỏ ra rất nhiều công chăm sóc cây trong vòng 3 đến 4 năm. Sau đó, ông Thành mất 6 tháng uốn cây theo dáng lục bình để người chơi Tết có thể chơi được 3 tháng, thậm chí lâu hơn nữa. Cả xã Liên Nghĩa chỉ có duy nhất gia đình ông Thành trồng và tạo thế quýt lục bình phục vụ khách chơi Tết. Bình này là mình vừa là một cái thứ chơi, mà vừa là một cái việc mà để cho ngày xuân là nó có lộc. Những các gia đình, các đại gia muốn chơi những cái lọ lục bình này là kê ở sân, ở cổng để lấy lộc cho ngày Tết. Đấy. Mà lục bình là nó là lộc rồi mà. Đấy. Thì đem lại rất nhiều lộc cho gia chủ. Đấy. Mặc dù chỉ còn một tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhưng các cặp lục bình của gia đình ông Thành đã được các khách hàng săn đón đặt mua. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 phức tạp, chính vì thế, các nhà vườn cũng giảm số lượng trồng so với mọi năm. Ngay từ đầu năm thì Đảng ủy, Ủy ban xã cũng đã tổ chức chỉ đạo, tuyên truyền
cho nhân dân tập trung, và cũng là thứ nhất là giảm cái khối lượng, cái số lượng cây thì năm nay cũng đã giảm một số diện tích. Cái thứ hai là tập trung vào các cái mẫu mã, cái hàng đặc biệt, ví dụ như là quýt lục bình này, mộc quất này, quất linh vật, rồi là quất chum, quất chậu, rồi để cái tạo cái dáng thế nó độc đáo để thu hút cái sở thích của người tiêu dùng. Bên cạnh những dáng quýt lục bình chơi Tết độc đáo, thì người dân nơi đây còn sáng tạo thế quất trên gỗ lũa hay những cây bưởi cảnh sai chiếu quả. Những ngày cuối năm cận kề, những chuyến xe chở bưởi cảnh tấp nập gửi vào thị trường miền Nam từ hơn một tháng nay. Mùa xuân dường như đến sớm hơn với người nông dân nơi đây. Họ là những người nông dân chăm chỉ, sáng tạo và khéo léo, luôn thích ứng với nhu cầu chơi Tết của người tiêu dùng mỗi dịp Tết đến, xuân về. Thưa quý vị, một tin vui cho những nông dân trồng bưởi vào ngày đầu tiên của năm 2022, đó là các cơ quan chức năng của Mỹ đã có thông báo chính thức là hoàn tất các thủ tục nhập khẩu trái bưởi từ Việt Nam. Sau gần 60 ngày nữa thì loại quả này có thể xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Tại diễn đàn kết nối sản xuất, chế biến nông sản và thúc đẩy tiêu thụ thị trường nội địa do Tổ điều hành Diễn đàn kết nối nông sản 970 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức vừa qua theo hình thức trực tuyến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam đã thông báo một tin vui từ phía Mỹ đối với quả bưởi của Việt Nam sau những ngày nhận tin không vui từ các mặt hàng hoa quả tại cửa khẩu Việt Trung. Các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ vừa thông báo là khoảng 60 ngày nữa thì quả bưởi của Việt Nam sẽ vào thị trường Mỹ. Cho nên các cái đơn vị và các doanh nghiệp có cái nhu cầu xuất khẩu sang Mỹ về bưởi thì cũng sẵn sàng chuẩn bị cùng với các cái đơn vị kiểm dịch thực vật của Việt Nam để hoàn tất các hồ sơ. Cũng theo ông Trần Thanh Nam, ngay sau bưởi, các cơ quan chức năng của Mỹ sẽ tiếp tục xem xét các thủ tục để nhập khẩu quả dừa tươi từ Việt Nam. Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến hết năm 2019, cả nước có 98.000 hectare đất trồng bưởi và đạt sản lượng hơn 818.000 tấn. Hiện nay, quả bưởi da xanh của Việt Nam đang được nhiều thị trường nước ngoài ưa chuộng. Nhờ thổ nhưỡng thích hợp, bưởi Việt Nam rất ngon, được khách quốc tế công nhận bởi có vị đậm đà, gồm cả chua và ngọt. Những năm gần đây, nông dân Việt Nam chuyển đổi mạnh từ canh tác hóa học sang hữu cơ nên chất lượng bưởi được nâng cao. Loại quả này được trồng tập trung ở quy mô lớn, dễ kiểm soát, thích hợp cho xuất khẩu. Sau đây sẽ là những thông tin cập nhật về thị trường lợn hơi. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi thu mua giảm 1.000 đồng một kg ở một vài nơi. Toàn miền giao động trong khoảng 45-48.000 đồng một kg. Khu vực miền Trung, miền Nam, thị trường điều chỉnh giảm rải rác từ 1-2.000 đồng một kg. Miền Trung, lợn hơi hiện đang thu mua ở mức 47-48.000 đồng một kg, miền Nam từ 47-49.000 đồng một kg. Chương trình sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng quan tâm trong ngày. Thưa quý vị, ngày đầu năm mới, Thành phố Hồ Chí Minh đã đón nhận những tín hiệu lạc quan liên quan đến cấp độ dịch. Theo đó, tính đến tối ngày hôm qua, thành phố hiện có 8 địa phương giảm cấp độ dịch từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1, nâng tổng số địa phương đạt cấp độ 1 tức là vùng xanh lên là 16 địa phương hiện nay. Báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết số ca mắc mới trong tuần qua của thành phố này cũng đã giảm hơn 4.000 ca. Nếu tuần này số ca mắc mới tiếp tục giảm sâu và xuống dưới 50 ca trên 100.000 dân thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển sang vùng xanh, tương đương với nguy cơ thấp, tức là bình thường mới. Hiện tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine trên địa bàn thành phố cũng đã đạt 100%. Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine đạt 99,72%. Trong khi đó, thì biến chủng Omicron đã xuất hiện trong bối cảnh Hà Nội ghi nhận gần 2.000 ca F0 mỗi ngày, khiến các chuyên gia y tế nhận định tình hình dịch bệnh trên địa bàn vào năm 2022 sẽ còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Theo chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, diễn biến dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội trong dịp Tết âm lịch sắp tới và trong nửa đầu năm 2022 sẽ tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Sự phức tạp nằm ở chỗ, diễn biến dịch sẽ phụ thuộc cả yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan. Trong đó, yếu tố khách quan, hiện tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự xuất hiện của biến chủng Omicron. Bên cạnh đó, trong dịp Tết, nhiều người ở nước ngoài có nhu cầu về Việt Nam, nhập cảnh vào Hà Nội cũng tạo ra gánh nặng trong công tác giám sát người nhập cảnh để phòng chống dịch lây lan từ nước ngoài về. Về yếu tố chủ quan, trong dịp Tết, nhu cầu đi lại của người dân giữa các địa phương tăng cao. Nhu cầu đi lại trong địa bàn thành phố cũng tăng cao,
Đồng thời sẽ có nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu tổ chức các cuộc họp, sinh hoạt, giao lưu đông người vào dịp này. Vậy nên nếu Hà Nội không thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp thì công tác phòng chống dịch sẽ rất khó khăn. Đặc biệt trong bối cảnh các ca mắc hàng ngày trên địa bàn Hà Nội chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, thì việc dịch bệnh có bùng phát lên hay không trong năm 2022 sẽ phụ thuộc rất nhiều vào khả năng đáp ứng phòng chống dịch của Hà Nội. Ngay bây giờ, nếu không đáp ứng đúng, không quyết liệt hơn, thì dịch bệnh sẽ rất dễ bùng phát, nhất là sau dịp Tết âm lịch sắp tới. Dù là thời điểm năm mới nhưng mà tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm của thủ đô Hà Nội không khí khá vắng vẻ, chỉ có lác đác một số người đến chụp ảnh. Những ngày qua dịch Covid-19 tại Hà Nội có những diễn biến phức tạp khi số ca mắc mới cao nên nhiều người hạn chế ra đường để đảm bảo sự an toàn cho mình. Thời điểm hiện tại, hàng quán ở nhiều quận trung tâm thuộc vùng nguy cơ cao chuyển sang bán hàng mang về nên người dân không được tụ tập ăn uống trực tiếp. Quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm cũng có loa tuyên truyền, lực lượng đoàn thanh niên nhắc nhở người dân không tụ tập đông người, thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19. Chào đón năm mới 2022, Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa để đảm bảo phòng dịch COVID-19. Những ngày đầu năm 2022, nhiều người dân thủ đô mong dịch bệnh qua đi và mong được bình an trong năm mới. Sáng nay, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình đã tổ chức đón những du khách đầu tiên của năm 2022 đến tham quan di sản thiên nhiên thế giới. Đoàn du khách đầu tiên sông Đất du lịch Phong Nha Kẻ Bàng bao gồm 25 người, trong đó có 23 du khách nội địa đến từ thành phố Hà Tĩnh và 2 du khách đến từ Australia. Đoàn đã được đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng tặng quà chào mừng và lì xì đầu năm mới. Đoàn cũng đã lựa chọn tham gia tour khám phá động Phong Nha và được Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng và được miễn phí vé tham quan. Sự kiện mừng đoàn khách du lịch đầu tiên đến với Phong Nha Kẻ Bàng nói riêng và Quảng Bình nói chung nằm trong chuỗi hoạt động chào đón năm mới 2022 của du lịch Quảng Bình nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến du lịch, là sự khởi đầu cho những nỗ lực quyết tâm phục hồi hoạt động du lịch với mục tiêu đón 2 triệu lượt khách đến tham quan, kỳ vọng một năm mới khởi sắc của ngành kinh tế mũi nhọn này. Năm 2021 ghi nhận thời tiết bất thường trên cả ba miền với những cơn bão gây thiệt hại về người cũng như là tài sản của người dân. Dự báo thời tiết năm 2022 cũng có những diễn biến bất thường. Để quý khán giả có thể hình dung được kịch bản thời tiết sơ bộ năm 2022, sau đây sẽ là những chia sẻ của chuyên gia tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Vâng, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chúng tôi, thì trong năm 2022, trước tiên về cái hiện tượng Enso vẫn tiếp tục duy trì cái trạng thái La Nina trong những tháng đầu năm 2022 và đến khoảng giữa năm thì chuyển sang trạng thái trung tính, và những tháng cuối năm thì ở cái trạng thái nóng nhưng mà ở cái trạng thái trung tính. Với cái diễn biến Enso như vậy thì chúng tôi dự báo là cái hiện tượng rét ở cái năm 2022 sẽ tập trung vào cái tháng 1 và tháng 2. Trong cái tháng 2 mà cái tháng sắp Tết ở khu vực Bắc Bộ nhiều ngày sẽ có cái mưa nhỏ, mưa phùn, và chúng tôi nhận định là trong cái tháng 1 và tháng 2 cũng là cái tháng mà có cái số ngày rét đậm, rét hại tập trung nhiều nhất. Và ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chúng tôi dự báo trong những cái tháng đầu năm của 2022 vẫn xuất hiện những cái hiện tượng mưa trái mùa ở khu vực Nam Bộ, nhất là khu vực ven biển miền Tây Nam Bộ. Và cái năm nay thì chúng tôi dự báo là cái mùa mưa ở khu vực Bắc Bộ cũng như khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Với cái diễn biến mùa mưa đến sớm như vậy thì chúng tôi dự báo là cái mùa nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ cũng như các tỉnh miền Trung cho năm nay sẽ đến muộn và cái cường độ không gay gắt. Còn về cái mùa bão của năm 2022 ấy, chúng tôi dự báo là mùa bão của năm 2022 vẫn theo cái quy luật trung bình nhiều năm. Nhưng và tức là cái đầu mùa thì bão ảnh hưởng đến Bắc Bộ, trung mùa thì ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ, và giai đoạn cuối mùa thì ảnh hưởng đến khu vực phía Nam, tức là khu vực Nam Trung Bộ và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Nam Bộ. Và với cái diễn biến như vậy thì chúng tôi nhận định là năm 2022 thời tiết nó cũng cái mức gọi là không quá là gay gắt, không quá là cái thiên tai không quá đặc biệt, nhưng mà chúng tôi cũng lưu ý là cái những cái năm chuyển mùa ấy, trong cái trạng thái Enso và sang cái đoạn trung tính ấy, thì có thể có những cơn bão mạnh và cái đường đi phức tạp, và cũng cần lưu ý tới những cái hiện tượng như là mưa lớn cục bộ và có khả năng là xảy ra, nhất là cái hiện tượng cực đoan ấy, trong những tháng chuyển mùa.